Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình chào buổi tối của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay 21 tháng 5 năm 2024, tôi là Xuân Tú. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những điểm tin chính trong ngày hôm nay, đồng hành cùng quý vị và các bạn tôi Thanh Mai. Sự xuất hiện của mặt trời đi kèm quầng hào quang đang thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người tại các địa phương trong hôm nay. Việc đạp xe rèn luyện thể thao kiểu bất chấp thậm chí lấn làn của ô tô là điều vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Năm tháng đầu năm 2024 ghi nhận sự gia tăng đột biến của các ca ngộ độc thực phẩm đòi hỏi các cơ quan quản lý cần có các giải pháp mạnh tay hơn nữa để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực. Cảnh sát Algerie tìm thấy Omar Bin Omran, thanh niên mất tích 26 năm trước, tại căn hầm bí mật dưới lớp cỏ khô ở ngang xóm. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên chào buổi tối, Chủ tịch xã Khao Mang, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn xã này đã xảy ra sự việc một gia đình quên không khóa chốt khiến bình ga bị thở trong đám tang làm 4 người bị bỏng nặng. Theo đó, trưa 17 tháng 5, gia đình ông Lù A Chơ, sinh năm 1967, làm cơm đám hiếu. Trong quá trình nấu ăn, do có người bất cẩn không khóa chốt khiến bình ga bị hở. Lửa bếp gần đó bén vào gây ra vụ hỏa hoạn. Trong 4 thành viên bị bỏng có một cháu gái 7 tuổi. Gia đình đã đưa các thành viên bị bỏng đến trung tâm y tế huyện Mù Căng Trải và sau đó được chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ trong tình trạng bỏng độ 1, độ 2 nhiều vùng như đầu mặt, cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân. Một số vị trí trên cơ thể bệnh nhân bị bỏng độ 3. Tại đây, các bệnh nhân đang được điều trị tích cực và dần hồi phục. Tuy nhiên trường hợp cháu bé 7 tuổi bị bỏng nặng phải chuyển tới bệnh viện bỏng quốc gia điều trị. Theo lãnh đạo xã Khao Mang, gia đình cháu Phình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 2 tháng điều trị, nam sinh lớp 8 bị đánh tại sân đình lệ mật quận Long Biên thành phố Hà Nội đã tử vong. Trước đó cháu được cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, rồi về bệnh viện Đa khoa Phú Thọ điều trị. Ngày hôm qua do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Nhi Trung ương và đến trưa nay cháu đã tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ đã hội trần chuyên khoa hồi sức cấp cứu, phẫu thuật thần kinh, hồi sức ngoại khoa cùng với các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai Việt Đức để đưa ra phương án điều trị tích cực. Tuy nhiên do tình trạng trẻ diễn biến nặng, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hôn mê sâu nên trẻ đã tử vong trưa ngày 21 tháng 5. Trước đó, ngày 17 tháng 3, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ, Nam sinh trên đã đánh nhau với một nam sinh 12 tuổi. Người này sau đó đã gọi anh trai 16 tuổi đánh nam sinh lớp 8. Bệnh nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội với chuẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Mười ngày sau, gia đình đưa nam sinh về Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn bằng máy, suy đa tạng, rối loạn đông máu. Công an quận Long Biên Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra. Tối ngày 27 tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam Trương Văn Minh, học sinh lớp 10, người đánh nam sinh trên để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Thưa quý vị và các bạn, gần trưa ngày hôm nay 21 tháng 5, tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương khác đang đồng loạt xuất hiện quầng mặt trời. Sự xuất hiện của mặt trời đi kèm quầng hào quang thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Hiện tượng này rất dễ quan sát trong điều kiện trời trong và không có mây. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng rất hiếm gặp. Theo đó, hiện tượng quầng sáng mặt trời xuất hiện rõ nét nhất từ lúc 11 giờ trưa nay. Quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Chúng thường xuất hiện khi có một lớp mây mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra cuồng mặt trời. Bầu khí quyển pha trộn nhiều loại khí bao gồm khí oxy, nitơ và hơi nước. Ở độ cao đủ lớn, hơi nước cô đặc và sau đó đông cứng thành tinh thể băng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tinh thể băng, dạng hình học của tinh thể sẽ làm cho ánh sáng bị khúc xạ, tương tự hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính. Quầng mặt trời thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa Tuy nhiên một số quần hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng và không có điều gì kỳ bí trong hiện tượng này. Theo luật bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các địa phương phải phân loại rác tại nguồn. Công nhân môi trường sẽ từ chối thu gom rác không phân loại, hộ gia đình cá nhân không phân loại hoặc không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng thế nhưng nhiều địa phương vẫn dậm chân tại chỗ hoặc đang bắt đầu thực hiện các biện pháp phân loại rác tại nguồn. Tại Hà Nội, từ tháng 6, 23 phường sẽ thí điểm phân chia rác thành 4 loại, sau đó sẽ xem xét triển khai trên toàn thành phố trong năm 2026. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, năm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm sẽ thí điểm phân loại rác tại nguồn giai đoạn 1 đến quý 1 năm 2025. Tiếp đó tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương án để tiếp tục thí điểm giai đoạn 2 trong các tháng còn lại của năm 2025. Việc thí điểm để có số liệu kinh nghiệm thực tế cho đề án phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt vào năm 2025 và xem xét triển khai trên toàn thành phố trong năm 2026. Tại phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng, rác được chia thành 4 loại gồm có khả năng tái chế, chất thải công kênh, chất thải nguy hại, và chất thải sinh hoạt còn lại, bao gồm chất thải thực phẩm. Quận đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức quản lý của phường chuẩn bị hạ tầng, chuẩn hóa các thiết bị thu gom như mẫu, quy cách, loại túi đựng. Đối với rác thải có khả năng tái chế ở hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ như giấy thải, sách vở bìa, cốc nhựa, vỏ chai, Ủy ban nhân dân phường bố trí điểm tập kết để thu theo thời gian cố định mỗi tuần 2 lần. Trước mắt loại rác này sẽ đựng vào túi lưu trữ trong suốt do người dân tự chọn rồi sau đó cơ quan chức năng ban hành mẫu túi để tính khối lượng ra. Việc rèn luyện thể dục thể thao là rất có ích cho sức khỏe. Có người yêu thích tập gym, chạy bộ, có người thì lại chọn đạp xe như một cách vừa rèn luyện vừa trải nghiệm các cung đường. Tuy nhiên việc đạp xe bất chấp thậm chí lấn làn của ô tô là điều vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vâng và mới đây ở trên mạng xã hội thì xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn người xe đạp ở Bình Dương vô tư chạy vào làn ô tô, thậm chí tạt đầu xe container đang lưu thông bất chấp nguy hiểm khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Theo xác minh của cơ quan chức năng, hình ảnh trên được ghi lại vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 5 trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn trước gần Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ dầu Một tuyến đường này đã được thiết kế hướng có bốn làn xe ba làn ô tô một làn dành cho xe máy và xe thô sơ điều đáng nói là dù tuyến đường có nhiều làn xe và được chia làn rõ ràng nhưng đoàn xe này lại chạy vào làn đường dành cho ô tô tạt đầu xe container đang lưu thông với tốc độ cao mặc dù tài xế xe container liên tục bấm còi báo hiệu và lớn tiếng yêu cầu né tránh nhưng đoàn xe đạp vẫn tiếp tục lấn ra giữa đường cắt ngang đầu xe container sự việc khiến cho nhiều tài xế và người tham gia giao thông bức xúc lên án hành vi coi thường luật giao thông của nhóm người đi xe đạp. Cảnh sát Anjeri gần đây tìm thấy Omar bin Omran, người thanh niên mất tích 26 năm về trước tại căn hầm bí mật dưới lớp cỏ khô ở nhà hàng xóm. Omar bin Omran rời nhà tại thành phố tiếp Efa, Anjeri vào năm 1988 để theo học trường nghề rồi đột ngột mất tích khi đất nước chìm trong đội chiến. Khi đó anh mới 19. Gia đình ban đầu nghĩ Omran không may nằm trong số 200.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa quân đội, chính phủ và các nhóm Hồi giáo. Cơ quan công tố Algeria mở cuộc điều tra sau khi nhận được tin báo từ nguồn đặc danh nói rằng Omran đang bị nhốt trong một chiếc cũi dưới tầng hầm một người hàng xóm. Lực lượng hiến binh Algeria đã khám xét nhà của người hàng xóm 61 tuổi và phát hiện căn hầm bí mật, tìm thấy Omran còn sống bên trong. Người hàng xóm đã tìm cách chạy trốn, nhưng bị bắt sau đó. Omran hiện 45 tuổi cho biết đã nhiều lần nhìn thấy gia đình từ trong hầm nhưng không thể kêu cứu, cứu vì bị yểm bùa. Dù vẫn có thể nói chuyện và nhớ tên của người thân, nhưng Omar được bác sĩ chẩn đoán có điểm bất thường trong tâm lý khi anh không xác định được không gian và địa điểm. Bộ Tư pháp Algeria cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc này. Thưa quý vị và các bạn, năm tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hàng nghìn người phải nhập viện. Gần 1 phần 3 số vụ độc ngộ độc xảy ra, nguyên nhân được xác định là do sinh vật. Thông tin này được cung cấp trong Hội nghị Toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, tổ chức sáng ngày 21 tháng 5. Các vụ ngộ độc thực phẩm hiện đang là vấn đề nhức nhối, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Có nhiều ý kiến cho rằng đã tới lúc chúng ta cần phải có lời giải thấu đáo cho bài toán quản lý an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm. Một trong những lời giải đó chính là cần mạnh tay hơn nữa trong xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm. Vì thời gian qua, việc xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức gian đe. Và chúng tôi đã mời đến, đến trường quay một vị khách mời đặc biệt để có thể giải quyết về vấn đề này. Tuy nhiên, trước khi đến với cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tổng hợp của nhóm phóng viên VTC. Báo cáo của Cục An toàn Thực phẩm tại Hội nghị Toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho thấy, trung bình trong 5 năm gần đây, mỗi năm ghi nhận khoảng 100 vụ ngộ độc, 23 trường hợp tử vong. Trong 5 tháng đầu năm, ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm. Số vụ ngộ độc giảm so với cùng kỳ năm 2023, khi 5 tháng đầu năm là 40 vụ ngộ độc. Tuy nhiên, số người mắc tăng hơn 1.000 người. Điều này cho thấy có những vụ ngộ độc, số mắc quy mô lớn, hàng trăm người mắc và nhập viện trong đó 11 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến vi sinh vật khiến 1.241 người mắc, hai vụ ngộ độc xảy ra do nguyên nhân hóa chất, 6 vụ do độc tố tự nhiên, 17 vụ ngộ độc không xác định nguyên nhân. Những vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng trong thời gian gần đây có thể kể đến bao gồm vụ ngộ độc xảy ra vào giữa tháng 3 năm 2024 tại quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến 367 người mắc và nhập viện. Vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai ngày 1 tháng 5 khiến 568 người nhập viện trong đó có hai trẻ em bị nặng phải lọc máu, tờ máy. Vụ 15 học sinh ngộ độc do ăn sushi ở cổng trường xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 2 tháng 5. Vụ 52 du khách ngộ độc nghi do ăn hải sản ở Phan Thiết ngày 12 tháng 5 và mới đây nhất là vụ ngộ độc thực phẩm khiến 351 người nhập viện ngày 14 tháng 5 xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Siwon Ebenezer Việt Nam Thưa quý vị, cũng theo thông tin tại hội nghị các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đã cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, việc kiểm tra đôn đốc giám sát thực thi các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại nhiều nơi nhiều lúc còn chưa chặt chẽ, nhất là tại tuyến cơ sở. Và một điều đáng lo ngại là kết quả truy xuất nguồn gốc nguyên liệu cho thấy nhiều thực phẩm được bếp ăn tập thể mua đơn vị cung cấp nhưng truy xuất đến đơn vị cung cấp mới phát hiện mua ở chợ và không có giấy phép, không kiểm soát được chất lượng. Và để giải quyết được vấn đề này thì rất cần những chế tài mạnh hơn nữa và cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý mà trực tiếp là Bộ Y tế. Và như đã giới thiệu, hôm nay chúng tôi đã mời ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đến trường quay để chia sẻ kỹ hơn về các giải pháp quản lý an toàn thực phẩm. Trò chuyện với Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên là biên tập viên Nguyễn Hạnh. Và nội dung này cũng sẽ khép lại chào buổi tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nhận lời mời tham dự chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa kết thúc ít đây vài tiếng. Theo những cái số liệu mà hội nghị công bố thì Thứ trưởng thấy là cái vấn đề an toàn thực phẩm trong 5 tháng đầu năm 2024 nhức nhối và đáng lo ngại như thế nào ạ? Uh, vấn đề an toàn thực phẩm uh, trong những tháng đầu năm của 2024 thì uh, chúng tôi thấy là vừa rồi nó xảy ra các cái vụ ngộ độc lớn xảy ra ở trong uh, trường học, Được. xảy ra ở trong các cái doanh nghiệp và cũng xảy ra trên cái, các cái cơ sở kinh doanh của thức ăn đường phố. Uh, đây cũng là một vấn đề mà ngành y tế cũng như là các cấp các ngành đang tập trung uh, nghiên cứu để đánh giá xem nguyên nhân nó từ đâu, uh, nguyên nhân nó cho là thể chế uh, hay là nguyên nhân do khâu tổ chức thực hiện. thì uh, sáng nay thì uh, trong cái hội nghị uh, trực tuyến toàn quốc chúng tôi uh, triển khai cái công tác phòng chống uh, an toàn thực phẩm, thì cũng đã đánh giá sơ bộ về các cái nguyên nhân tại các cái vụ độc vừa xảy ra trong uh, năm tháng đầu năm. À, trong đó có những cái nguyên nhân à, mang tính chất tổ chức thực hiện của một số à, tổ chức một số cá nhân à, là chưa chấp hành nghiêm túc trong cái quá trình mà tổ chức triển khai thực hiện các cái biện pháp các cái giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và sau khi đã tìm ra được các cái nguyên nhân đó thì các địa phương đã tích cực vào cuộc ngay từ đầu à, đầu tiên thì đó là xử lý cấp cứu kịp thời các cái trường hợp bị mắc ngộ độc thực phẩm để hạn chế thấp nhất đối với các ca bệnh nặng và các cây ca tử vong. Thứ hai là chúng tôi truy xuất nguồn gốc và đánh giá cái nguyên nhân để mà từ đó đưa ra các cái giải pháp đặc biệt là giải pháp về đảm bảo cái an toàn thực phẩm ngay từ cái khâu ban đầu tức là khâu thu 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 nhận rồi đến khâu chế biến và đến khâu sử dụng và đồng thời cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân và của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là nhận thức của người dân, các doanh nghiệp làm sao mà chúng ta phải chọn cái thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn để đưa vào sử dụng để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Cùng với đó thì chúng tôi tiếp tục cùng với địa phương. Là sẽ giả soát lại các cái văn bản thể chế để tiếp tục tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện sửa đổi bổ sung hoặc là Bộ Y tế cũng như các bộ ngành có liên quan ban hành các cái văn bản theo thẩm quyền để đảm bảo cái công tác an toàn thực phẩm ngày được tốt hơn vâng như thứ trưởng vừa có nhắc đến là chúng ta đã truy nguồn gốc rồi uh, điều tra các cái diễn tiến để kết luận chính xác nhất về nguyên nhân của những vụ ngộ độc vậy thì ông có thể cho biết là nghị định 15 của chính phủ quy định rất rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm thuộc về ba bộ đó là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế và bộ công thương ông có thể nhắc lại trách nhiệm của từng bộ ạ theo uh, nghị định uh, 15 của chính phủ thì quy định rất rõ là trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm của ba bộ đó là bộ nông nghiệp bộ công thương và bộ y tế thì trên các cơ sở quy định của luật an toàn thực phẩm và nghị định 10 năm thì đã quy định rõ hơn trách nhiệm của các cái bộ quản lý các cái chuyên ngành dựa trên nguyên tắc đó là một sản phẩm một cơ sở sản xuất kinh doanh thì chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo cái việc quản lý xuyên suốt trong cái quá trình từ sản xuất kinh doanh đến việc mà sử dụng à, đối với bộ y tế thì chịu trách nhiệm xuyên suốt sáu cái nhóm ngành hàng và như là về nước khoáng thiên nhiên này rồi nước uống tinh khiết này thực phẩm chức năng rồi là các cái vi chất bổ sung và thực phẩm vân vân đối với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì được quản lý 19 ngành hàng À, thí dụ như là ngũ cốc này thịt các cái sản phẩm chế xuất từ thịt hoặc là các cái sản phẩm từ thủy sản rồi là củ quả và các cái sản phẩm từ rau củ quả đối với bộ công thương thì chịu trách nhiệm quản lý 8 nhóm ngành hàng gồm có bia rượu rồi là đồ uống có cồn nước giải khát rồi sữa bia sữa chế biến rồi dầu thực vật vân vân thì tôi cho rằng là đối với uh, uh, Nghị định năm của Chính phủ đã uh, quy định rất rõ trách nhiệm của ba bộ đó là Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Y tế. Tuy nhiên thì uh, chúng ta phải khẳng định rằng cái công tác uh, đảm bảo an toàn thực phẩm thì không chỉ uh, riêng của ba bộ mà còn đây còn là trách nhiệm của các cấp các ngành và của toàn dân. Nên là chính vì thế nên là từ Trung ương đến địa phương thì chúng ta đã thành lập các cái ban chỉ đạo. Như ban đầu tôi có ý kiến đây là cái bộ mà là cơ quan tham mưu cho ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện. Và trong đó thì cái cơ quan chỉ đạo quản lý tổng thể thì vẫn là ban chỉ đạo tham mưu cho chính phủ quản lý quốc gia và ban chỉ đạo của các cấp tham mưu cho chính quyền các cấp để tổ chức triển khai thực hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cái việc xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm ở nước ta còn khá là nhẹ, không đủ sức để gian đe. ý kiến của ông về điều này như thế nào ạ? À, trước hết ý, thì phải nói là vi phạm hành chính nói chung cũng như là vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thì đều được uh, tuân thủ xử phạt theo luật uh, xử phạt vi phạm hành chính à, đối với lĩnh vực uh, an toàn thực phẩm thì cái nên, nên, xử phạt hành chính cao nhất đối với tổ chức đó là 200 triệu đồng một lần vi phạm hoặc là đối với cá nhân thì 100 triệu đồng Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc mà mà phạt tiền theo 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 theo, theo uh, luật đấy thì còn có các hình trạng bổ sung khác như là tiêu hủy này rồi là khôi phục này, này rồi là là, là 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 tịch thu cái sản phẩm và đặc biệt là riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm ấy, thì ngoài cái mức xử phạt hành chính như trên đấy thì cái, thì cái mức phạt còn tùy theo cái mức độ vi phạm còn thì còn có thể cho phép phạt gấp 7 lần so với cái giá trị mà hàng hóa vi phạm và trên thực tế thì Bộ Y tế cũng như là các bộ khác như Bộ Nông nghiệp Bộ Công Thương đã xử phạt một số các trường hợp lên đến hàng tỷ đồng như là vừa rồi các bạn thấy là đã xử phạt về vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm trong cái thực phẩm chức năng như là than tre này hoặc là thực phẩm chức năng có chứa các cái chất cấm. À, như vậy thì theo tôi thì luật đã quy định xử phạt hành chính ở mức là rất nghiêm khắc. À, tuy nhiên thì cái việc mà các cơ quan được giao chức năng xử lý thì an toàn thực phẩm thì phải nghiên cứu áp dụng các cái quy định để cho nó phù hợp và đặc biệt nữa là những cái trường hợp nào mà vi phạm đến mức phải xử lý hình sự thì chúng ta chuyển sang cái cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. ở nước ta từ trước đến nay thì mặc dù có những cái vụ ngộ độc nghiêm trọng chết người xảy ra nhưng mà rất ít khi có những cái trường hợp bị xử lý hình sự đúng không ạ? Vâng, thưa thứ trưởng là thành phố Hồ Chí Minh đang là một cái nơi mà quản lý an toàn thực phẩm khá là tốt và nơi đó họ có sở an toàn thực phẩm là cái cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo ông thì mỗi địa phương có nên thành lập một sở an toàn thực phẩm để dễ bề quản lý không ạ à, à, vấn đề mà chúng ta quan tâm hiện nay thì đó là bộ trị ban bí thư đã ban hành chỉ thị 17 năm 2022 à, trong đó thì có một, một nội dung đó là chúng ta phải tiến hành kiện toàn cái tổ chức bộ máy quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối và uh, hiện nay thì chính phủ đã cho phép uh, thành lập uh, sở an toàn thực phẩm của thành phố hồ chí minh uh, và đã cho làm thí điểm ban an toàn thực phẩm tại tỉnh bắc ninh và thành và thành phố đà nẵng thì ở đây thì trước khi mà thành lập uh, sở an toàn thực phẩm của thành phố hồ chí minh thì bản thân thành phố hồ chí minh đã thực hiện cái thí điểm khoảng trên 6 năm triển khai ban an toàn thực phẩm và à, như vậy thì tôi cho rằng bước đầu đã đã để sở an toàn thực phẩm chủ động và đồng bộ trong vấn đề điều hành và thuận lợi để trong vấn đề kể cả vấn đề kiểm tra thanh tra rồi là truy xuất nguồn gốc rồi là đã xử lý những cái trường hợp mà không đảm bảo an toàn và có thể gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên thì tính đến nay thì Sở An toàn thực phẩm mới thành lập được khoảng 5 tháng. Nên là để đánh giá cái mô hình này có thực sự hiệu quả hay không thì chúng ta cũng cần có một cái thời gian để chúng ta đánh giá để sau đó thì chúng ta đưa ra những cái 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 đề xuất uh, nó phù hợp uh, theo cái theo chỉ đạo của Bộ Trị Ban Bí thư tại chỉ thị 17 năm 2022 và chính phủ thì cũng đã ban hành cái quyết định 426 để mà triển khai cái, cái kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 17 này. Thì tôi cho rằng là uh, trên cái cơ sở uh, đánh giá uh, hiệu vấn đề hiệu quả của mô hình ở thành phố Hồ Chí Minh rồi là mô, mô hình thí điểm của Bắc Linh của Đà nẵng rồi là tới đây nữa thì chúng ta đang tiến hành đánh giá về tổng kết 12 năm thực hiện luật an toàn thực phẩm, thì lúc đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái mô hình quản lý thống nhất theo đúng chỉ thị 17 của bộ trị ban bí thư. giống như tổ chức FDA của Hoa Kỳ, toàn quyền quyết định các vấn đề về an toàn thực phẩm. Ông nghĩ sao về điều này ạ? À, theo tôi ấy, thì uh, vấn đề về uh, thành lập một cái tổ chức uh, quản lý về thống nhất về mô hình về an toàn thực phẩm, Được. thì uh, như tôi đã thông tin ở trên đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 17 năm 2022 và Chính phủ thì cũng đã ban hành Quyết định sáu để triển khai Chỉ thị 17. Thì hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân các tỉnh thành phố đang tiến hành tổng kết 12 năm thực hiện luật an toàn thực phẩm để từ đó đánh giá những cái mặt tích cực, những cái mặt hạn chế và đồng thời là cũng tham khảo. Uh, ở một số các cái cơ quan như là cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của một số nước trên thế giới. Để từ đó Bộ Y tế sẽ đề xuất cái bộ máy quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần chỉ thị 17 của Bộ Chính trị Ban Bí thư. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ.